đầu từ ngày hôm nay. Anh đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi nữa. Hiền à, anh xin em. Em suy nghĩ lại đi Hiền. Anh buông tôi ra đi. Anh làm gì vậy Toàn? Em sống vậy không hạnh phúc đâu Hiền. Anh buông ra đi. Hiền à, em nghe lời anh đi. Cậu Út kìa, ban đêm ban hôm làm gì nắm tay nắm chân đàn bà gái người ta vậy không? Tính ức hiếp cháu dâu tôi hay gì đây? Còn không có gì đâu cậu. Anh không làm chuyện gì xấu, mắc gì phải giấu. Cậu, con tới đây kêu Hiền nên nghĩ lại cuộc hôn nhân này đó. Cái gì? Cậu dám? Cậu mà, con không thấy bất công cho Hiền sao? Lãng nhất, đó là chuyện nhà của người ta, có can dự gì tới mày đâu mà mày lộn xộn vô đây. Con là bạn của Hiền, con không thể quay mặt làm ngơ. Bây giờ muốn cái gì? Nói rõ nghe chơi. Anh Toàn, anh về đi. Từ nay, nếu như còn can thiệp vô chuyện riêng của tôi á, tôi sẽ không coi anh là bạn nữa đâu. Hiền à, em... Cậu Út, mình bỏ qua nghe cậu. Bỏ cái gì? Con biết cái tính cậu nóng mà. Tại tao nhát tao mới đi làm thợ mộc nè, chứ phải tao gan tao làm nghệ sĩ rồi. Mày mà gặp nghệ sĩ rồi là mày tới số nghe con. Thôi được, anh về đi. Cậu Út à. Yeah. Nếu gia đình thương Hiền thì hãy đi kiếm thằng ơn gì cho Hiền đi. Chào cậu. Trời đất ơi,